Tối ngày 10 tháng 10 vừa qua, tại trận đấu vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã hạ gục Malaysia ngay trên sân vận động Mỹ Đình. Bàn thắng duy nhất được ghi sau cú vô ly tuyệt đẹp của Quang A Quang. Chiến thắng là của cả đội tuyển, nhưng bàn thắng quyết định này đã khiến cho cái tên của anh chàng lại một lần nữa được hàng triệu người mến mộ gọi lên từ trên đến ngoài đời. Cú vô ly đỉnh cao của Quang A Quang trong trận đấu vừa qua. Được mến mộ là thế, nhưng có ai ngờ được hành động trước tiên của Quang A Quang khi lên mạng sau thắng lợi đầy thuyết phục này không? Xin thưa rằng đó là đăng ảnh chụp cùng mẹ mình sau trận đấu A. Anh chàng còn chú thích đầy tình cảm, người thanh nữ của đời tôi. Kèm theo emotion trái tim phấp phới. Dễ thương không để đâu cho hết. Hóa ra đây là việc làm trước tiên của Quang A Quang trên sau trận đấu với Malaysia. Trong ảnh, mẹ con chàng tìm về đang nở nụ cười cợt rạng rỡ sau thắng lợi của đội tuyển. Không những thế, mẹ Quang A Quang còn mặc chiếc áo in hình con trai, niềm tin, niềm tự hào dành cho con mình ngập trong đáy mắt. Đúng là con cái có trưởng thành cỡ nào, có nhiều người biết đến ra sao thì vẫn là đứa con nhỏ bé bỏng của bố mẹ mà thôi. Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự yêu mến từ dân mạng cũng như những cái tên nhiều người biết đến, thủ môn Đặng Văn Lâm, thủ môn Bùi Tiến Dũng, ca sĩ Bảo Anh. Chúc cho Quang A Quang sẽ lập thêm nhiều siêu phẩm nữa, cùng bằng hữu tiến sâu hơn nữa tại World Cup 2022 nhé.